Nam mô Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Các Đại Chứng Minh. Kính thưa quý Phật tử, thật sự là tôi không biết nói làm sao. Giờ này tôi ăn một bát cơm mà rất là nhiều cái xúc động. Vừa nhận được cái món quà của một đệ tử, tôi coi như đệ tử đi. Tại vì cha tôi có một cái chút tình, tại vì hai vợ chồng đứa con cũng xin quy y, xin nhờ tôi làm thầy để mà truyền trao cái quy giới, cho nên giờ cứ như đệ tử trong nhà. Phật tử từ bên Đức mà gửi cho tôi cái chai nước tương này nè, cái lòng tha thiết nói là sư phụ ơi, nước tương thầy ơi, nước tương ngon lắm. Mấy tuần lễ tôi mới được nhận cái chai nước tương. Thiệt ăn cái nước tương là xót cả ruột. Đấy là thương cái tấm lòng của quý vị. Làm ra thầy dành một buổi ăn để cầu nguyện cho tụi con, bởi vì các vị nhỏ tuổi hơn tôi. Chứ thầy không biết nói làm sao, cái là tôi xịt nước tương vô chén cơm ăn. Thật sự là nó rất là ấm áp, nó ngon. Mặc dầu tôi rất là ít ăn nước tương, ăn nước xì dầu chỉ khi nào tôi ăn bánh mì. Mà hôm nay với tấm lòng của đệ tử, cho nên thầy xịt vô chén cơm, thầy ăn cơm như thế này buổi trưa. Không biết nói sao, thật sự là kính quý lắm, kính quý lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ các Phật tử ở xa có thương thầy thì thương. Thầy cũng nói thật, đừng có gửi cái này nặng nề lắm. Mai thay là nó không có bể đó các vị à. Nó chỉ bể cái nắp rồi nghe. Nói trước nó bể cái nắp rồi. Nhưng mà mai thay là nó không có bể cho nước tương. Cho nên vậy mà tôi ăn, tôi không biết nói làm sao. Thật sự, đó, buổi ăn trưa của thầy. Bây giờ thì tôi bớt ăn là những cái chất dầu. À, cho nên vậy, nhưng mà thì tấm lòng của quý vị đệ tử ở xa mà gửi qua biếu như vậy thì quý hết sức, từ bên châu Âu. Cho nên thôi thì thầy nói thật sự rằng là không biết nói sao, ăn cái loại nước tương này thì thật sự nó ngon thật đó. Đúng, cái nước tương mà của Đức kìa, nó ngon thật, công nhận điều đó. Nhưng mà rồi các vị thử nghĩ, ngon rồi cuối cùng thì mình cũng vô bụng rồi thì là cũng hết ngon thôi. Dù nó ngon rồi, nó ngon qua cái cửa miệng thôi, chứ là mình nuốt vô tới cục bao tử rồi vô bụng rồi thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà tội Phật tử quá, thôi đừng có gửi những cái món nặng nề như thế này, tốn kém chi phí tội nghiệp. Họ cầm cái nước tương rất là nặng. Chúng ta xin là hồi hướng tấm lòng. Cái mùa dịch bệnh mà tất cả thầy trò huynh đệ ở nước Mỹ cũng như ở quốc nội, cũng như ở các cái châu lục, mình còn được yên ấm, mình còn được khỏe mạnh, là cái niềm may mắn lắm rồi. Nhìn thấy bao nhiêu người chết, nhìn thấy bao nhiêu người khổ, mà chúng ta được may mắn lắm. Vì vậy mà thầy chỉ mong nhắn gửi cho tất cả các Phật tử, nếu những ai nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi mới xưng cái tiếng thầy. Những ai lớn tuổi hơn tôi thì tôi coi như cùng huynh đệ đệ tử của Đức Thế Tôn, tôi xưng tiếng trò. Mình đã phát ra tâm dũng mãnh, mình làm lành, nghĩ lành, nói lành, để ngõ hầu có cái phước báo
Tôi cứ nơm nớp, lo âu. Có những Phật tử cũng sợ hãi trong cái lúc dịch bệnh hoành hành. Tại ra tụng kinh nào, không lẽ rồi bây giờ tôi tụng kinh là tôi chỉ nguyện cho quyến thuộc của mình không á, thì khác nào mình ích kỷ quá. Nhưng mà mình nguyện cho hết trơn á, thì mình không có đủ cái khả năng đó. Thậm chí mà nguyện cho quyến thuộc thôi đó, mà tôi còn không đủ khả năng đó. Nhưng mà sở dĩ tôi đem cái tấm lòng và mong các quyến thuộc cùng với tôi cùng nhất tâm hướng về Đức Thế Tôn, hướng về Tam Bảo, làm những điều lành, nghĩ những điều lành, thì thầy trò mới đủ cái duyên gọi là tao phùng, tương phùng với nhau. Trong những cái cơn lúc cơn dịch bệnh nó hoành hành, tôi cũng đem tấm lòng của tôi vậy thôi, chứ tôi cũng không biết làm gì hơn. Nhưng mà may mắn là yên ổn cho cả thầy trò chúng ta, mà nó vẫn bình an hết. Dường như là tất cả những vị mà thân quen mà tôi được biết, thì những vị nghe pháp với tôi, thì dường như là đại đa số là được bình an. Như vậy là tôi mừng rồi. Và mình có thể nói mừng cái những ngày tháng mà đau khổ, lo âu nhất về cái bệnh dịch. Hiện tại là mình nói như vậy, nhưng về cái việc trước mắt, tương lai, thì chưa hẳn là chúng ta mãi được yên ổn. Vì vậy tôi xin phép nói thật sự là cái giống như giờ thân ai nấy lo nghe. Chứ tôi cũng hết lòng của tôi rồi. Tôi cứ lo sợ, thậm chí có những vị bệnh, mắc lỡ dính vô bệnh Covid. Tôi cũng lo sợ, tôi cứ hết lòng chú nguyện, tha thiết, để rằng nếu bây giờ mà các vị có chuyện gì tội nghiệp, các vị không có còn cái lòng tin nơi Tam Bảo, tôi cũng chí thành tha thiết cầu nguyện, và cũng có vượt qua. Như vậy là tôi mừng lắm rồi. Đó là lòng chân thành của tôi. Chứ thật sự ngày nay tôi không còn mà gọi rằng là giả dối gì để mà lợi dụng Phật tử hay là nhờ nhỏ Phật tử đâu. Thật sự đối với thầy thực tại ngày nay, biết đủ và sống có an lạc rồi. Đây là điều thành thật. Nếu giả chăng nữa đó, không biết đủ nữa đó, thì thầy thiên tài tự làm khổ cho thầy thiên tài mà thôi. Cho nên vậy mà ngày nay tôi biết đủ, sống có an lạc. Và tôi mong là tất cả quyến thuộc của tôi, những ai có duyên nghe tôi giảng dạy, nghe Phật Pháp cùng tu hành, cũng biết đủ để cho mình chúng ta cùng có an lạc. Một buổi cơm mà nếu như mình biết đủ là một bữa cơm đó nó rất là ngon lành. Một bữa cơm mà mình không biết đủ thì bữa cơm đó rất là đau khổ. Xin các vị lưu ý như vậy. Đây thầy nhắc lại các học trò đệ tử. Lần này thôi, thầy ráng các vị cúng cái gì thầy ăn cái nấy. Cúng một chai xì dầu từ bên Tây Đức gửi qua cho thế này. Tôi cố gắng ăn cho các vị vui. Rồi có một tiếng khen, một tiếng cảm ơn. Chứ đúng ra thì người tôi thì không có khen, ăn không có nói ngon, nói dở gì hết đâu. Chứ một tiếng khen cho quý vị vui, tấm lòng quý vị. Nhưng mà tôi mong rằng quý vị đừng có gửi xa xôi như vậy nữa. Thôi, có đôi lời gửi, không nói tên ai, nói riêng cùng chư quyến thuộc, cũng như tất cả, trong một cái buổi trưa ăn một bát cơm ngon lành của Đàn Na Thí Chủ, tôi có vài lời chia sẻ với quý vị. Thôi giờ tôi nhất tâm để tôi ăn cơm nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.